Bà xem cháu mặc cái váy này có đẹp không bà? Đẹp quá con ạ. Cháu mua cái váy này hết 500 nghìn đấy bà ạ. Cháu định là sẽ mặc vào những dịp thật đặc biệt. Dịp thật đặc biệt à? Vâng ạ. San ơi, xuống lấy đồ ăn cho bà đi. Dạ vâng ạ. Bà chờ cháu một chút nhá. Bà ơi, bà ăn ạ. Còn nóng không bà? Không không. Được rồi. Bà đủ không ạ? Bà lo không? Còn ra chỗ ngăn kéo lấy cho bà cái hộp. Cái hộp này à bà? Đúng rồi. Mang ra đây cho bà. Con mở ra đi. Ôi, cái khăn này đẹp thế bà. Bà mua cách đây 10 năm rồi. Cũng để dùng trong những dịp đặc biệt. Nhưng giờ thì bà tặng con đấy. Bà cho con ạ? Con cảm ơn bà. Nhưng con giúp bà một việc. Đi ra ngoài là có thấy hút. Nó in bóng xuống mặt hồ. Kia là tháp bút kìa bà. Còn đằng xa xa kia là tháp rùa đấy bà. Bà nhìn cháu mặc thế này đẹp không bà? Cháu đi ra phía bên này còn có cả vườn hoa con cóc cơ. Ui, ở đây đẹp lắm bà. Khăn của bà hợp lắm luôn ý. Đây này bà. Có cả cầu Thê Húc này. Nhiều cảnh lắm bà. Mà khăn của bà vào đây á, nhìn nổi bật lắm luôn ý. Cứ như là hoa mùa xuân ý bà nhờ. Đây là cháu mới chỉ đi dạo quanh quanh gần đây thôi. Hay là để hôm nào cháu bắt xe đưa bà lên Hồ Gươm nhá. Thôi, bà xem ở điện thoại thôi. Chứ chân cẳng bà thế này đi làm sao được hả con? Không sao đâu bà. Bà cứ ngồi xe lăn đi. Cháu để bà đi ngắm cảnh quanh Hồ Gươm luôn. Thôi, thôi con ạ. Rồi, con ngồi đi, con ngồi đi. Mà bà này. À? Cháu vẫn không hiểu tại sao bà lại muốn cháu quàng cái khăn này, rồi còn mặc váy, đi dạo một vòng nữa à? Bởi vì bà cũng đã từng như cháu. Thực ra thì người ta thường muốn dùng những thứ tốt nhất cho những ngày đặc biệt nhất. Mà người ta cũng không biết ngày đó là ngày nào. Là sao ạ? Cái khăn này bà đã giữ gìn rất lâu và chờ đợi một ngày đặc biệt. Nhưng mà như cháu biết đấy, bây giờ chân cẳng bà thế này, bà có đi lại được nữa đâu mà chờ đợi. Thật ra thì ngày đặc biệt chính là ngày mỗi buổi sáng thức dậy thấy mình còn sống, được tận hưởng trọn vẹn từng phút từng giây. Đó là ngày hạnh phúc nhất, đó mới là ngày đặc biệt. Cháu gái của bà phải sống thật vui, thật thoải mái và không để phải nuối tiếc bất cứ điều gì. Cháu nhớ chưa? Dạ vâng ạ.